Xin chào các quý nhà đầu tư. Sau một thời gian gọi là gián đoạn một thời gian để mà team của các anh em chuyên gia thuộc khu quản lý tài sản tập trung một số nhiệm vụ thì bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình Deal Insight mùa thứ hai. Chúng ta biết là chương trình Deal Insight là chương trình mà bàn toàn của các chuyên gia chuyên phân tích thảo luận về các vấn đề liên quan đến nền kinh tế, về thị trường, các kênh tài sản và có đề xuất các cái hành động cho các nhà đầu tư ở từng giai đoạn cụ thể. Thì hôm nay trong cái buổi đầu tiên quay lại số mùa này, mùa 2, thì chúng tôi cũng anh em cũng bàn với nhau và chọn một cái đề tài mà tôi nghĩ rằng là rất hấp dẫn và chắc hẳn là các nhà đầu tư đều rất là quan tâm. Trong giai đoạn này thì các kênh tài sản như nào? Cổ phiếu Việt Nam liệu có hấp dẫn ở giai đoạn này để mà chúng ta có thể tích sản cho một chu kỳ mới hay không? Thì mới chọn cái đề tài là tích sản cổ phiếu cho chu kỳ mới ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào nội dung phân tích chi tiết thì tôi xin giới thiệu các thành phần của các panelist của ngày hôm nay, những gương mặt của các chuyên gia rất là quen thuộc với chúng ta ở mùa số 1 rồi đúng không ạ? Đây là anh Hoàng Anh Tuấn, trưởng phòng danh mục tài sản của khối dịch vụ đầu tư thuộc khối quản lý tài sản của công ty VNRX. Ngoài ra còn có anh Bùi Sơn Tùng, panelist thường xuyên có mặt ở tất cả các panel ở mùa số 1 cũng thuộc khối dịch vụ đầu tư, và anh Đặng Trọng Phục, chuyên gia của khối dịch vụ đầu tư, và tôi là Quang, là giám đốc của khối. Cũng tương tự như các cái số mùa trước thì chúng ta sẽ có 3 phần chính trong cái buổi livestream lần này. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong vòng độ khoảng 45 phút đầu tiên, và chúng ta sẽ dành khoảng 15 phút cuối cùng để mà trả lời một số câu hỏi và giao lưu với các quý nhà đầu tư. Trong 3 phần này thì phần đầu chúng tôi sẽ cập nhật lại tình hình vĩ mô và thị trường tài chính thế giới và Việt Nam. Sau đó sang cái phần số 2 là phần chính, tức là cho cái chủ đề ngày hôm nay, tức là các chuyên gia sẽ thảo luận xung quanh cái chủ đề về tích sản cổ phiếu cho chu kỳ mới như nào, và cuối cùng là một số khuyến nghị cho các nhà đầu tư nên hành động như thế nào trong giai đoạn này. Đầu tiên thì tôi xin đi vào một số cái khái quát cái bức tranh đầu tiên, cập nhật tình hình vĩ mô thị trường tài chính có những vấn đề gì đang quan tâm trước khi các panelist sẽ thảo luận cùng với nhau. Chúng ta biết là tình hình của Covid thì vẫn khá là nghiêm trọng. Hiện tại thì trên toàn thế giới có hơn 21 triệu người bị mắc rồi, và tổng số người bị chết vì Covid cũng lên đến gần 1 triệu người. Nhưng tuy nhiên thì cái số màu xanh cũng cho chúng ta thấy là tình hình cũng khá là tích cực, là có hơn 14 triệu người đã được khỏi bệnh. Là như vậy. Tôi nghĩ rằng là cái con số mà quan trọng nhất mà chúng ta cần để ý chính là active case, đúng không? Active case tức là vì con số tổng này thì nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm, đúng không? Chắc chắn là càng ngày nó càng tăng lên rồi, mà nếu mà chúng ta cứ nhìn con số tổng thì chúng ta sẽ hơi hoảng sợ vì thấy nhiều quá, đúng không? Trong khi là thực tế là cũng rất là nhiều người khỏi bệnh rồi. Chúng ta nên nhìn vào cái đồ thị active case, tức là số vẫn còn đang mắc bệnh thôi. Thì cái đường graph này cho thấy là nó vẫn còn đang tăng, cũng chưa có dấu hiệu gì là nó sẽ quay đầu lại. Ở đây là một cái chart khác của Financial Times cập nhật gần đây. Thì Mỹ vốn là đứng đầu trong suốt một thời gian rất là dài, là vị trí số 1 về số ca nhiễm cũng như là số người chết. Thì nay là có vẻ như là đã giảm về số ca nhiễm mới rồi, trong khi châu Âu thì lại đang tăng trở lại. Đúng không? Đây là đồ thị cho số mắc bệnh mới hàng ngày, và số chết thì vẫn còn ở số lượng khá là lớn. Nhưng mà tuy nhiên thì có vẻ như là cũng đang ở vùng tạo đỉnh rồi. Cập nhật tình hình Việt Nam thì tính đến ngày hôm nay thì tổng số mắc Covid ở Việt Nam là gần 1.000 người rồi, 964, chết 24 người, và số hồi phục và 456. Tuy nhiên hiện tại thì có vẻ như là chúng ta đang kiểm soát khá là tốt, đúng không? Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn hơn. Đây là cái đồ thị active case ở Việt Nam. Thì tính từ cái lúc mà bắt đầu phát ổ dịch mới ở Đà Nẵng thì cái đồ thị active case ở Việt Nam tăng lên rất là nhanh. Chúng ta nhìn thấy cái đồ thị dốc không ạ? Tuy nhiên thì tính đến ngày hôm nay có vẻ như là cái đồ thị này đang gần tạo đỉnh rồi. Chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ kiểm soát được tình hình tốt. Đây là số mắc mới, nhiễm mới ở Việt Nam thì có vẻ như là cũng đang có dấu hiệu giảm dần, hy vọng là như vậy. Gần đây có lẽ là các nhà đầu tư cũng đang rất là quan tâm đến câu chuyện về vaccine của Nga như nào. Thì tôi cũng xin tóm tắt lại một vài
thông tin để chúng ta có thể nắm được ở đây. Chúng ta biết rằng là trong các cái công đoạn mà thử nghiệm vaccine thì nó chia làm 4 giai đoạn. Đúng không? 4 giai đoạn thì cái chúng ta xem thử là Nga ở giai đoạn nào vân vân, để chúng ta xem thử là cái thông tin họ đưa ra thì mức độ tin cậy đến đâu và chúng ta cần hành động như nào trong cái trường hợp như này, nếu mà dành cho những người có quan tâm đến tình của Covid. Thế thì như đã nói là sản xuất và thử nghiệm vaccine là qua là 4 giai đoạn. Thì giai đoạn thứ nhất á, là vaccine sẽ được tiêm cho một số ít, khoảng tầm là vài chục người khỏe mạnh. Mục đích của cái thử nghiệm giai đoạn 1 là xem xét sự an toàn của vaccine và phản ứng của miễn dịch như nào, cũng như là xác định liều lượng và thời lượng của vaccine. Và nếu mà giai đoạn 1 thành công thì chuyển qua giai đoạn 2, thì lúc đó sẽ khảo sát trên số lượng đối tượng có thể lên đến hàng trăm người. Rồi, mục đích của giai đoạn này vẫn là đánh giá hiệu quả và an toàn của vaccine, cũng như một số liều lượng, v.v. Và nếu mà giai đoạn 2 thành công thì lại mới chuyển qua giai đoạn 3, thì giai đoạn 3 mới là giai đoạn thử nghiệm quan trọng nhất và được xem là tiêu chuẩn vàng để đánh giá một vaccine, và kết quả nghiên cứu sẽ quyết định vaccine có được phê chuẩn cho sử dụng đại trà hay không. Và thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đòi hỏi phải có phải vài vạn người tham gia, và tình nguyện viên phải được theo dõi một thời gian, thường là một năm. Thì trong cái thông tin như này thì Nga cho đến cái thời điểm mà họ công bố cái vaccine Sputnik thì họ đã thử nghiệm xong giai đoạn số 1 và giai đoạn số 2 trên 76 người. Đúng không? Và vaccine này được chấp thuận để dùng rộng rãi vào tháng 1 năm sau. Như vậy là rõ ràng là vaccine của Nga chỉ mới được thử nghiệm ở giai đoạn 1 và 2 trên một số ít người thôi, và chưa được thử nghiệm ở giai đoạn 3. Và chính phủ Nga đã quyết định tuyên bố luôn rồi. Thì đây là một số thông tin cập nhật để anh chị biết được cái thông tin đó cụ thể nó như nào. Ngoài ra thì tôi cũng xin cập nhật một vài thông tin đáng chú ý trong tuần. Chỉ số PMI của Mỹ tháng 7 là 54,2 điểm, là ghi nhận tháng thứ 2 liên tiếp trên 50 điểm sau 3 tháng suy giảm. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng trở lại. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thì vẫn khá là căng thẳng. Nhật theo sau Hàn Quốc là bắt đầu bị coi là suy thoái, vì suy thoái kỹ thuật có nghĩa là được định nghĩa là hai quý liên tiếp bị suy giảm GDP, thì Nhật là theo sau Hàn Quốc với GDP thực trong quý 1 là giảm 2,2% và chính thức rơi vào là suy thoái kỹ thuật. Việt Nam chúng ta thì chỉ số PMI tháng 7 cũng đạt 47,6, tức là giảm 3,5 điểm. Thì nguyên nhân cũng là do cái việc bùng phát cái Covid trở lại thì hạn chế việc đi lại và nhu cầu các thị trường. Thì hiện tại gần đây trong một cái phỏng vấn mới nhất của anh Vũ Thành Từ Anh bên trường Fulbright, thì anh có đánh giá là cái việc mà cân bằng giữa cái yếu tố tăng trưởng kinh tế với lại kiểm soát dịch là điều rất là quan trọng. Và hiện tại theo đánh giá của anh Từ Anh thì có vẻ như chính phủ ta ở cái vòng 2 này, vòng Covid vòng 2 này có vẻ hơi thiên về tăng trưởng nhiều hơn. Thì đây là một điều rất là đáng lo ngại. Và nếu mà từng trường hợp mà dịch bệnh và kiểm soát không tốt thì sẽ bị quay ngược trở lại và sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Vũ Thành Từ Anh. Thì trong bối cảnh đó thì chỉ số S&P của Mỹ liên tục lập đỉnh cao mới ha, chúng ta là thấy nó gần như quay trở lại cái thời kỳ trước dịch rồi. Trong khi Việt Nam thì cũng cha lại chưa xác định được cái xu hướng rõ ràng như nào. Nhà đầu tư nước ngoài trong 2 tuần gần nhất thì cũng quay trở lại bán ròng, nhưng mà tuy nhiên cái quy mô thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây. Trong khi là mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức trung bình. Tôi chỉ điểm lại một số thông tin quan tâm gần đây cho các quý nhà đầu tư. Sau đây chúng ta sẽ quay trở lại cái thảo luận của các panelist của chúng ta. Thì các panelist có thể chia sẻ cái nhận định của mình trên các cái khía cạnh là đánh giá về diễn biến tình hình Covid-19 như nào, vấn đề về vaccine của Nga ra sao và dự báo trong thời gian tới của các anh chị. Ngoài ra thì các anh chị có thể bổ sung thêm cho các quý nhà đầu tư biết được là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta nên quan tâm đến những yếu tố như nào khi mà chúng ta nhìn nhận về cái cơ hội và rủi ro các kênh tài sản ở thị trường Việt Nam. Chắc là xin mời anh Tùng trước ạ. Vâng, cảm ơn Khoa, kính chào nhà đầu tư ạ. Thì khi mà dịch Covid lần thứ hai này quay trở lại thì chúng ta thấy là cái phản ứng của các nước nó khá là khác với cả lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì đa phần các nước đều thống nhất quan điểm chung đấy là lockdown, đóng cửa toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên ở lần thứ hai này thì các nước bắt đầu quan điểm đa chiều hơn. Và sau đấy thì nó hơi nghiêng về phía là ưu tiên phát triển nền kinh tế ở Việt Nam. Mình cũng như anh Quang cũng vừa nói là chúng ta đang nghiêng về cái phát triển nền kinh tế hơn. Trong đấy thì đáng chú ý nhất là ở Mỹ. Là Mỹ là tổng thống Trump là không đóng cửa nền kinh tế và vẫn cho phát triển bình thường. Thì chúng ta thấy là cái số ca ở Mỹ tăng rất là mạnh.
và liên tục duy trì là nước đứng đầu. Thì gần đây nhất là hiện tượng Philippines ấy, là họ có số ca tăng mạnh trở lại và họ cũng đứng ở tình huống giống như Việt Nam này, là họ quyết định để nền kinh tế phát triển bình thường, nhất là ở Manila, thủ đô Manila ấy. Thì đến ngày hôm nay thì theo Tùng biết là cái số ca bệnh nó tăng quá mạnh ấy. Và cuối cùng là họ lại phải shut down lần thứ hai. Và cái sự siết chặt nó còn nghiêm ngặt hơn là lần một. Thì đấy nó sẽ là câu chuyện mà có lẽ là trong vòng tháng này tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu lặp đi lặp lại. Thì quay trở lại cái tình huống là lên ứng xử như thế nào thì là tùy từng tình huống thôi, tùy từng nước thôi. Tức là cái giá chúng ta phải trả so với cả cái mà chúng ta nhận được nó có xứng đáng hay không. Đúng không? Có những nước thì cái giá phải trả trong nền kinh tế rất là đắt. Tương với đấy là cái số lượng khác thì cái giá phải trả nó sẽ thấp hơn. Quay trở lại cái lần một ấy, chúng ta nhớ lại cái bài học là Thụy Điển. Thụy Điển là một trong những nước mà họ thực hiện cái miễn dịch cộng đồng và lúc đấy bị mọi người chửi rất là kinh. Thì bây giờ cái mà nhiều nước đang đi theo làm giống như Thụy Điển. Và Tùng có thống kê lại cái tăng trưởng GDP của Thụy Điển so với cả nước Anh ấy, thì thấy là GDP của Thụy Điển là tính đến thời điểm hiện tại là tăng trưởng là vẫn tốt hơn những nước như kiểu sát đạt hoàn toàn rất là nhiều. Trong khi đấy cái số người chết và số ca nhiễm ấy, của Thụy Điển ấy, thì cũng không phải là quá gì quá nặng so với cả các nước khác. Họ bỏ là miễn dịch cộng đồng nhưng không có nghĩa là họ không làm gì cả. Họ vẫn thực hiện cái chính sách cách ly, hoặc là họ những cái người mà dễ bị tổn thương họ vẫn thực hiện các cái chính sách để bảo vệ họ. Thì đâu đấy mô hình của Thụy Điển và Singapore nó hơi lai nhau thì nó sẽ cân bằng tốt hơn giữa tăng trưởng và nền kinh tế. Thì đấy có lẽ là câu hỏi mà Việt Nam mình cũng như các nước chắc chắn là sẽ phải tìm đáp án phù hợp cho mình trong thời điểm sắp tới này. Tại vì cái dịch lần hai này là cái cường độ nó mạnh hơn, cái trong khi rất có thể là trước khi mà cái vaccine này nó có hiệu quả thì nó chính là cái thời điểm chết chóc nhất đối với nhiều nước. Anh Phục với Tướng có bổ sung gì thêm bên cạnh Covid thì các thông tin khác như nào, chúng ta lưu ý điều gì về cái Covid lần hai? Thì theo quan điểm của tôi thì cái về tâm lý của mọi người đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chính vì tâm lý mọi người tốt hơn và mọi người đã biết được cách cái phòng chống ấy, thế nên rằng là có thể là cái câu chuyện mà như anh Tùng vừa nói là chúng ta sẽ phải shut down rồi mở cửa kinh tế cứ liên tục như vậy, nó sẽ xen kẽ nhau. Tuy vậy thì nếu như chúng ta nhìn ở góc độ là, ở đây tôi muốn nhìn ở góc độ cơ hội nhiều hơn là cơ hội về vấn đề khó khăn, thì trong cái cuộc chúng ta nhìn thấy trên toàn bộ thế giới thì thay vì năm 2008 là Fed tung ra gói cứu trợ nó rất là chậm, và lúc đấy trùng với đợt bầu cử của từ thời tổng thống Bush sang tổng thống Obama, thì chính vì vậy cái việc thông qua gói cứu trợ nó rất là chậm. Thì lần này nó rất là khác, là việc mà tung ra gói cứu trợ nó cực kỳ sớm, cực kỳ nhanh, và chính vì vậy nó giảm lấy sự đổ vỡ trên toàn bộ cái hệ thống nền kinh tế. Thì đương nhiên thì đồng ý rằng là cái việc mà cái tình hình kinh doanh của các quốc gia ấy, GDP, tăng trưởng GDP có thể chậm lại, tuy vậy thì nó sẽ không tạo ra sự đổ vỡ. Và trong việc không tạo ra sự đổ vỡ thì với góc độ về đầu tư thì tôi nhận thấy rằng đây là một cơ hội khá là tốt để tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Thì đó, thì mặc dù Covid rất đáng sợ nhé, nhưng mà cái việc mà hành động của chính phủ các nước đang rất là mạnh mẽ, và việc đó làm cho việc mà sụp đổ rất khó xảy ra. Thì đấy là quan điểm của tôi về thời điểm hiện tại. Okay, cảm ơn tôi. Anh Phục, bổ sung gì cho mọi người? Vâng, thì như anh Tùng và anh Tuấn đã đưa ra rất là nhiều các cái nhận định đánh giá rất sát về Covid-19 trong cái giai đoạn 2 này. Thì tôi thì cũng chỉ xin trao đổi thêm một chút về vấn đề là định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì như biểu đồ lúc nãy thì anh Quang có thống kê, thì thực sự là nếu mà tính cái chỉ số PE và PB của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay thì đang ở mức trung bình so với lịch sử của nó. Tuy vậy thì chúng ta, nếu chúng ta bóc tách một số những cái tác nhân ảnh hưởng rất lớn, ví dụ PB và PE rất là cao mới niêm yết cái giai đoạn sau này, thì còn lại những cái cổ phiếu niêm yết từ ngày trước, tôi lấy ví dụ như các cái cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn, như là ACB hay như MBB, thì rõ ràng có thể thấy rằng định giá bây giờ của đa phần các cổ phiếu, tôi thống kê thì đâu đó khoảng độ gần 70% số lượng cổ phiếu là có mức định giá tương đương với cái mức khủng hoảng
ở giai đoạn 2011 đến 2014, chứ cũng không phải là đắt đâu ạ. Và nhiều anh chị cho rằng, à ví dụ như là Covid xảy ra mạnh như thế, tại sao cổ phiếu lại không giảm mạnh? Bởi vì xin thưa rằng là index cũng đã giảm từ đầu năm 2018 về hơn 1.200 điểm, về bây giờ còn có 850 điểm. Hay là những cái cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn, tới một phần lớn các cổ phiếu ngân hàng đã giảm giá một nửa so với mức đỉnh rồi, chứ cũng không phải là nó chưa điều chỉnh. Và đấy cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mà cái việc là giai đoạn 2 tuy diễn ra nhưng mà thị trường lại không giảm quá mạnh là như vậy. Đó là yếu tố định giá của thị trường. Đúng rồi, thật ra thì nếu mà chúng ta nhìn ở các cái thị trường trên thế giới thì cái chuyện mà thị trường chứng khoán nó phản trước cái diễn biến của nền kinh tế là cái chuyện hết sức bình thường. Thậm chí ở Trung Quốc cũng có giai đoạn thị trường chứng khoán nó còn tạo đỉnh trước nền kinh tế đến 6 năm cơ. Ở Việt Nam mình thì tính ra nếu mà như anh Phục vừa nhắc là chúng ta đã tạo đỉnh VN-Index vào quý 1 2018, đúng không ạ? Thì tính ra đến giờ là coi như là gần tròn bao nhiêu nhỉ? Khoảng 2 năm. Hơn 2 năm gì đó một chút rồi. Đúng không ạ? Thì cũng có thể coi là như vậy. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ ha, làm VN-Index là 1.200, đúng không? Mà xuống còn có thấp nhất trong giai đoạn vừa rồi khoảng độ tầm 650 gì đó nhỉ? Vâng. À, thì mức giảm như thế cũng là mức giảm rất là nhiều rồi, chứ cũng không phải là ít nữa, đúng không ạ? À, thì ngoài ra thì trong giai đoạn vừa rồi nếu mà chúng ta nhìn kỹ ở giai đoạn này nó khác với các chu kỳ trước một chút, tại sao mà Covid còn đang rất nghiêm trọng mà tình hình thị trường vẫn tăng, đặc biệt là thị trường thế giới, vì hành động lúc này là các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed là gần như là, tức là cái yếu tố dòng tiền là yếu tố mà khác biệt rất lớn ở giai đoạn này, gần như là bơm không giới hạn, cũng là cái yếu tố mà chúng ta giải thích thêm cái hành vi nó như nào. À, rồi ok, thì tóm lại là vừa rồi các chuyên gia đã tóm tắt cho chúng ta một chút về cái diễn biến của Covid như nào, cũng như là cái nhận định xung quanh, và anh Phục có bổ sung thêm về cái mặt bằng định giá cổ phiếu của thị trường Việt Nam để mà mọi người có thể đưa ra một cái tham khảo. Tuy nhiên trong cái số lần này chúng tôi muốn tập trung vào câu chuyện tâm điểm hơn, đó là liệu cổ phiếu có phải là một cái kênh đầu tư tốt cho cái giai đoạn này hay không, đúng không? Giữa cái bức tranh mà cũng nhiều người đang khá là băn khoăn, không biết là rủi ro và cơ hội như nào, đúng không? Thì đây là cái đề tài mà chúng tôi sẽ tập trung vào ngày hôm nay. Đầu tiên tôi sẽ có một vài cái data để mà chia sẻ các quý nhà đầu tư trước một chút. Đầu tiên là chúng ta xem cái tỷ suất sinh lời của các kênh tài sản. Bởi vì thị trường Việt Nam chúng ta, dù sao thị trường cổ phiếu cũng mới có trải qua có 20 năm thôi, còn rất là non trẻ so với các thị trường khác trên thế giới. Cho nên chúng tôi quyết định là lấy thị trường Mỹ, tức là nơi mà đã có đủ một thời gian rất là dài rồi, để chúng ta xem thử là các kênh tài sản nó như nào. Thì nếu mà chúng ta nhìn thống kê đầu tư $1 vào năm đầu năm 1802, đúng không, và kéo dài khoảng độ 200 năm, thì chúng ta xem tương đương với sức mua, tức là đã trừ bớt lạm phát rồi, thì cái mức return, tức là lợi suất của các kênh lần lượt, nếu mà ta giữ tiền mặt, đúng không, nếu mà cầm đô la thì là bị âm khoảng 1,4% một năm. Đấy, tức là giá trị của nó ngày càng đi xuống. Vàng thì mặc dù trong độ 2-3 năm trở lại đây là tăng rất là nhiều, nhưng thực chất nếu mà kéo tính một thời gian rất là dài thì kênh vàng lại không phải là một kênh tích sản tốt, chỉ có tăng khoảng độ 0,7% một năm thôi. Kênh trái phiếu thì khoảng độ 2,7%, ở đây là của thế giới ha. Trái phiếu chính phủ là 2,7, còn trái phiếu khác, trái phiếu doanh nghiệp thì khoảng 3,8% một năm. Trong khi cổ phiếu thì cho một cái mức lãi suất là khoảng 6,6% một năm. Đây là ở thị trường Mỹ. Có thể coi là thị trường cổ phiếu là thị trường mà hiệu quả nhất trong tất cả kênh tài sản nếu mà tính về mặt dài hạn. Còn chúng tôi cũng làm một cái thống kê, đó là thị trường thế giới. Còn thị trường ở Việt Nam thì trong độ khoảng 10 năm qua chúng tôi thống kê thì kênh đầu tư vào chứng khoán, tức là bao gồm ở đây là cổ phiếu, danh mục cổ phiếu và các loại chứng chỉ quỹ cổ phiếu, thì nó cho cái lợi suất vượt trội so với các cái kênh truyền thống khác như là đầu tư bất động sản, mua căn hộ cho thuê, hay là gửi tiết kiệm, hay là mua vàng, đúng không? Chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu đồ ở đây là đầu tư vào chứng khoán là cho một cái lãi suất vượt trội. Thế thì bây giờ liệu thị trường chứng khoán Việt Nam có còn là kênh hấp dẫn hay không? Ở đây muốn nói là kênh cổ phiếu, đúng không? Thế thì GDP Việt Nam dự báo là được tăng trưởng khoảng 5-7% trong 10 năm tới. Cái này là ở tất cả các báo cáo rồi, tôi cũng không muốn đi sâu vào con số này ở đây nữa. Thì trong cái bối cảnh như vậy là tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam tăng trưởng và phát triển. Thì các cái doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam đa phần là đều được chọn lọc trên sàn chứng khoán rồi. Và nếu mà chúng ta thống kê trong độ khoảng từ năm 2000 đến nay,
tức là từ lúc thành lập thị trường chứng khoán. Nếu mà chúng ta tính total return, tức là gồm cả VN-Index tăng và cộng với lợi suất của dividend yield, thì nó cho mức return trung bình độ khoảng hơn 14% một năm. Đúng không? Nếu mà chúng ta loại bỏ bớt khoảng 50% các doanh nghiệp kém chất lượng mà đang limit trên thị trường, thì cái phần còn lại cho một cái lợi suất thậm chí còn tốt hơn rất là nhiều. Thì ở đây chúng tôi có một cái ví dụ vui so sánh thôi, tức là thị trường chứng khoán Việt Nam như một thiếu nữ đẹp mới ở tuổi 20 thôi. Rồi và Việt Nam vẫn là nằm trong một cái môi trường mà có cái môi trường đầu tư và tăng trưởng gần như là hấp dẫn nhất trong cái khu vực. Chúng ta còn rất nhiều dư địa đó. Thì cái điều tốt nhất nó sẽ nằm trong số những cái phần doanh nghiệp mà chúng ta chọn lọc được những cái doanh nghiệp có cái đặc điểm tốt, đúng không? Chúng tôi sẽ đề cập chi tiết cái phần đó ở cái đoạn ở phần sau. Nhưng mà tuy nhiên trái ngược với cái bức tranh hấp dẫn về cái nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam, thì một cái thực tế phũ phàng mà chúng ta không thể né tránh, đúng không ạ, về thị trường chứng khoán Việt Nam đó là cái số lượng nhà đầu tư thua lỗ là rất là lớn. Và trung bình chúng tôi thống kê được ở tại VN-Index là cứ trung bình khoảng độ 2 năm thì các nhà đầu tư lại, một lượng rất lớn các nhà đầu tư lại rời bỏ công ty, đúng không ạ? Bởi vì nguyên nhân chính là thấy không hiệu quả thôi. Thì nguyên nhân thua lỗ là gì thì chúng tôi khái quát lại có 3 nguyên nhân chính, đúng không? Đầu tiên là khi người ta tham gia vào thị trường chứng khoán thì coi nó như là một cái sòng bạc chứ không phải là một kênh đầu tư nghiêm túc. Người ta hay nói là chơi chứng khoán mà. Rồi ngoài ra thì các nhà đầu tư chưa đủ kiến thức mà đã tham gia mạnh vào thị trường ngay từ đầu. Nguyên nhân thứ ba là không có một chiến lược đầu tư phù hợp và hiệu quả ngay từ đầu. Thế thì có con đường nào sáng hơn không? Đúng không? Nếu mà nói như vậy chẳng lẽ là mọi thứ bi kịch à? Thì chúng tôi nhận định là có con đường sáng, hoàn toàn có cơ hội. Đó là chúng ta hãy thay đổi quan điểm, hãy nhìn nhận thị trường chứng khoán như là một kênh đầu tư tích sản bền vững như là những kênh đầu tư khác, thậm chí còn hiệu quả hơn như số liệu đã vừa chứng minh. Ngoài ra thì mọi người trước khi tham gia vào thị trường cần phải xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân. Đó là tích sản cổ phiếu phù hợp với cái nhà đầu tư mà không có nhiều thời gian để dành nhiều thời gian cho cái hoạt động đầu tư này. Chúng tôi cũng làm thử một cái thống kê là từ năm 2017 đến 2020, trong vòng khoảng 4 năm, mà thậm chí nhà đầu tư tệ nhất, là gọi là đen nhất, mua toàn trúng các đỉnh, đúng không? Các cái đỉnh trong ngắn hạn này. Đó, thì vẫn cho một cái lãi suất là hơn so với mặt bằng lãi suất tiết kiệm ngân hàng, tức là khoảng 7,39% một năm. So với lãi suất ngân hàng nó rơi vào tầm chỉ khoảng độ 6,5-7% trong cùng thời gian. Và câu chuyện của tích sản cổ phiếu là rõ ràng là qua câu chuyện Warren Buffett là rất rõ ràng rồi. Nghĩa lợi suất không phải là yếu tố vượt trội nhất của Warren Buffett, đúng không ạ? Nhưng mà chính cái việc tích lũy những cổ phiếu tốt để tận dụng được cái lãi suất kép mà làm cho Warren Buffett trở thành nhà đầu tư huyền thoại và thành công nhất. Chúng tôi cũng có thử một cái thống kê của hiệu quả tích sản đều đặn này, đúng không? Ví dụ nếu mà lấy cái thời gian tích sản trong vòng 20 năm mà hàng tháng chỉ đóng vô tầm độ khoảng 5 triệu thôi, đúng không ạ? Thì sau 20 năm với một cái lợi suất trung bình là khoảng 10% một năm thì nhà đầu tư có thể cho được một cái hiệu quả tài sản có thể tăng lên là gần 4 tỷ đồng, đúng không ạ? Còn nếu mà cũng như vậy mà lợi suất khoảng tầm 10% mà hàng tháng đóng vào 10 triệu thì sau 20 năm sẽ được khoảng độ 7,5 tỷ. Còn nếu mà lợi suất mà vượt trội mà 25% một năm, con số này thì hơi cao quá dành cho những nhà đầu tư rất là siêu việt rồi, thì kết quả còn khủng khiếp. Chúng ta cũng không cần phải tính đến mức như vậy, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần lấy mức 10% trung bình thôi để cân đối cái rủi ro thì cũng đã cho một cái kết quả rất là tuyệt vời rồi. Thế thì bây giờ ở giai đoạn này thì liệu có phù hợp để tích sản cổ phiếu hay không? Thì chúng tôi nhận định là dựa vào các đặc điểm của giai đoạn kinh tế thì Việt Nam đang ở giai đoạn suy giảm tăng trưởng, đúng không ạ? Và sau giai đoạn suy giảm tăng trưởng thì và suy thoái thì sẽ đến giai đoạn phát triển và tăng trưởng. Thì nếu mà chúng ta bắt đầu tích sản từ giai đoạn này sẽ mang lại thành quả rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta đó là một vài cái con số tôi điểm qua, đúng không ạ? Bây giờ đến phần thảo luận của các chuyên gia. Các chuyên gia có thể đưa ra cái quan điểm của mình để chia sẻ với nhà đầu tư. Ở đây không phải là câu chuyện đúng sai gì cả, đúng không? Mà chỉ là view của chúng ta như nào thôi, để mà các nhà đầu tư có thể tham khảo, mang về nhà của mình để mình có thể có những cái hành động phù hợp với bản thân mỗi người, đúng không? Thứ nhất là các chuyên gia có thể đánh giá là cái câu chuyện tăng trưởng dài hạn của Việt Nam hấp dẫn như nào. Trong cái câu chuyện lớn đó thì các kênh tài sản trong cái chu kỳ mới của kinh tế Việt Nam sẽ ra sao? Và nếu mà cụ thể trong cái kênh đầu tư cổ phiếu thì nó có những câu chuyện nào, những investment theme chính nào?
mà nhà đầu tư có thể xem xét để mà chọn lựa cái danh mục đầu tư cho mình. Và cuối cùng, các chuyên gia có thể đề xuất những cái nhóm ngành, nhóm cổ phiếu nào mà tiêu biểu cho cái chu kỳ mới này để chúng ta có thể tích sản tốt được. Thì xin mời anh Phục trước đây nhỉ. Dạ, vâng. Về vấn đề tăng trưởng của Việt Nam thì rõ ràng là chúng ta có rất là nhiều các cái lợi thế để có thể tăng trưởng trong 10 năm tới. Và tôi cũng đánh giá rằng trong 10 năm tới là một cái giai đoạn cực kỳ hiếm có đối với nền kinh tế Việt Nam. Và tôi không cho rằng nó chỉ là giai đoạn 10 năm có một lần đâu. Mà sau 10 năm tới thì cái việc kinh tế Việt Nam có thể thoát được cái việc tăng trưởng trung bình hay không, GDP trung bình hay không, thì là một cái câu chuyện bỏ ngỏ. Tuy nhiên, từ nay đến 10 năm tới, thì với cái nội lực kinh tế của Việt Nam rất là mạnh, rồi là FDI đầu tư rất nhiều, chính trị ổn định, và đặc biệt là xảy ra các cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thì Việt Nam là một điểm đến hết sức hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Và minh chứng rõ nhất là từ đầu năm đến nay, cho dù bị ảnh hưởng Covid, nhưng Việt Nam vẫn là một trong những điểm sáng kinh tế ở trên thế giới. Và tôi cũng dựa vào những cái cơ sở đó, tôi cũng cho rằng là cái kinh tế Việt Nam của chúng ta tối thiểu có thể tăng trưởng trung bình 5% trong 10 năm tới. Còn nếu ở kịch bản tốt hơn thì hoàn toàn có thể tăng trưởng 6-7%. Thì từ những cái tăng trưởng kinh tế như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng cái đóng góp lớn nhất hiện nay và trong vài năm nữa đó là cái đối tượng về kinh tế tư nhân sẽ phát triển rất là mạnh. Rồi là các cái doanh nghiệp thì sẽ là những người được hưởng lợi nhất. Chính vì thế cho nên cái kênh đầu tư cổ phiếu ở trên sàn ấy là một cái kênh chúng tôi đánh giá rằng là rất là tốt trong cái thời gian tới. Đó là cái quan điểm của tôi về cái kinh tế Việt Nam. Còn cái vấn đề liên quan đến mua tích trữ cổ phiếu thì thực tế là bản thân tôi và các anh ở đây thì cũng đã thực hiện các cái chiến lược đó rồi. Và cái chiến lược này cực kỳ hiệu quả đối với những nhà đầu tư không chuyên nghiệp, ít thời gian để theo dõi thị trường. Đó. Thì khi chúng ta nhặt những cái cổ phiếu có định giá hấp dẫn suốt một cái chu kỳ dài thì chúng ta có thể hưởng lợi được bằng ít nhất là bằng cái chỉ số VN Index. Hoặc là như chúng tôi lựa chọn được những cái cổ phiếu mà có cái tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai thì chúng tôi hoàn toàn có cái lợi suất gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với VN Index. Thực tế cho thấy thì cái kết quả đầu tư thì của những người tích lũy cổ phiếu tốt chúng tôi theo dõi trong 5-7 năm qua thì thường là đạt khoảng trung bình khoảng trên 20% một năm. Đó, thì đấy là cái chia sẻ của tôi. Rồi, anh Phục có nhắc đến những cái chi tiết rất là quan trọng về câu chuyện là 10 năm tới. Mà theo anh Phục đánh giá là gần như là một cái cơ hội ta tạm gọi là cú nước rút cuối cùng. Đúng không ạ? Trước khi Việt Nam có thể đối mặt đến vấn đề về bảy thu nhập trung bình. Khi mà cái demographic, đúng không ạ? Vì nó liên quan đến tăng trưởng, liên quan rất nhiều đến cái cơ cấu nhân khẩu học như nào. Mà chúng ta còn gọi là giai đoạn gọi là golden age, thì cái dân số vàng chính là 10 năm tới nữa, đúng không? Và anh Phục cũng đưa ra nhận định về các cái con số tăng trưởng của Việt Nam là sao, đúng không? Đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Đó là điều khác biệt rất nhiều so với giai đoạn trước đây, mà nó chứng tỏ rằng là khi Covid xảy ra một cú sốc như vậy nhưng mà nền kinh tế của mình cũng khá là vững vàng là vì là như vậy. Và đặc biệt là trong đó cái kênh đầu tư cổ phiếu là một cái rất là nổi trội. Thế còn anh Tùng, anh có bổ sung gì thêm các cái ý mà anh Phục vừa nêu không? Anh nghĩ như nào về cái câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới? Em đồng ý với cả câu chuyện tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thôi. Em chỉ bổ sung thêm một ý là về thị trường chứng khoán. Thì chúng ta biết là 10 năm đầu tiên, tức là từ năm 2000 đến năm 2010 thì thị trường chứng khoán tăng đâu đấy khoảng tầm 3 lần đến 6 lần tùy theo mình lấy năm 2010 ở thời điểm nào. Nhưng mà mình thấy là 10 năm trở lại đây thì cái mức tăng của thị trường nó không được như thế, có khi thậm chí chưa đến 2 lần. Thì nhìn vào cái đồ thị vừa nãy chúng ta thấy là cái mức định giá của thị trường hiện tại ở mức khá là ổn, không quá đắt, mức trung bình thôi. Thì cộng thêm với cả cái sự tăng trưởng này thì em nghĩ là 15 tới thì thị trường chứng khoán có thể là một trong những kênh mà mang lại tỷ suất lợi nhuận rất là tốt, rất là tuyệt vời cho chúng ta. Thì câu chuyện là chúng ta cái thụ hưởng từ cái câu chuyện đấy như thế nào, đúng không ạ? Thì mọi người đưa ra concept là tích sản cổ phiếu thì em nghĩ cũng là một cái em rất là đồng tình thôi. Vì em nhớ câu chuyện là hồi năm 2014 ấy, em đầu tư cổ phiếu Bến Xe Miền Tây. Thì sau khoảng 1 năm thì cổ phiếu tăng được 50% bán đi.
Nếu mà giữ đến bây giờ đúng không? Dùng khái niệm gọi là tích sản cổ phiếu này, giữ đến bây giờ thì riêng cái tiền cổ tức mà nó đã vượt quá cái vốn ngày xưa rồi, giá vốn mình mua ngày xưa rồi, cộng thêm với cả cái tỷ giá tăng lên khoảng 5 lần nữa thì nếu mà thay vì chúng ta mua bán vào đó, em đầu tư 1 năm tự hào là chúng ta đầu tư dài hạn hơn những nhà đầu tư vài tháng, nhưng mà tính theo nhiều đơn vị nhiều năm thì mới thực sự thấy được cái giá trị của cái khái niệm gọi là tích sản cổ phiếu này. Cái khái niệm này thật ra đối với dân Việt Nam mình, người dân chúng ta chẳng có gì mới cả, vì ông cha ta ngày xưa tích sản đất đầy, đúng không? Tích sản vàng đầy. Chẳng qua là cổ phiếu là một cái loại tài sản mới mà chúng ta gần đây mọi người mới tiếp cận thôi, chứ còn ở nước ngoài mọi người tích sản cổ phiếu đầy, mà người ta có những cái danh mục người ta đầu tư tích sản tầm 80 năm. Mà bây giờ chỉ cần là mọi người tích sản, lựa chọn cổ phiếu gì tích sản, thì em nghĩ là khái niệm này không cần phải bàn, bây giờ chỉ là cách nào như thế nào cho nó hiệu quả thôi. Rồi, ok. Rồi còn Tuấn cũng là người đã làm cái vấn đề về tài chính cá nhân cho gia đình mình đúng không, là đầu tư tích sản cũng thời gian rất là dài rồi, thì Tuấn có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho cái nhà đầu tư cũng như cái nhận định của em về cái vấn đề về tích sản cổ phiếu trong giai đoạn này như thế nào. Em bổ sung một chút thôi. Này, ví dụ như câu chuyện của Warren Buffett ấy, 30 tuổi là bác ấy có 1 triệu đô, đến năm 56 tuổi là bác ấy có 1 tỷ đô, đến năm nay năm 88 tuổi bác có 56 tỷ đô. Tức là mình nhìn thấy rằng là cái giai đoạn đầu ấy gần như là bác ấy nhìn có vẻ là rất là chậm đúng không, 1 triệu đô là mất rất nhiều năm, xong rồi lên được 1 tỷ đô cũng mất khoảng 26 năm, nhưng thời gian sau có tăng vọt lên 5-6 lần. Thì đấy, mình nhìn thấy rằng là cái sức mạnh của lãi kép nó rất là khủng khiếp, mà nếu như mà mình càng giữ lâu một cái cổ phiếu hoặc là một cái danh mục nào đó mà hiệu quả thì càng ngày cái giá trị mình cái tài sản của mình ấy, nó càng khủng khiếp, đúng như anh Tùng nói. Chẳng hạn như ngày xưa hồi em còn làm bên kỹ thuật, tức là làm bên công ty nhỏ thôi, thì có một bà chị mỗi ngày bà ấy mỗi tháng tích hai chỉ vàng, và cứ thế thì khi nào mà lên một tức mức nào đó thì cầm cái chỗ vàng ấy đi mua một miếng đất, và cứ thế thì sau một khoảng thời gian nó cũng sở hữu 3-4 miếng đất kiểu thế. Thì chẳng qua là bởi vì mình chưa quen với cả cái kênh cổ phiếu thôi, và thực ra kênh cổ phiếu nó cần rất nhiều đến cái trí tuệ, tức là cần phải hiểu biết nhiều hơn về phân tích. Còn vàng bất động sản thì nó đương nhiên bất động sản cũng khó nhá, không phải là dễ, nhưng vàng đơn giản rất nhiều. Chúng ta cứ mua, cứ một tháng là chị mua hàng được 2 chỉ, cứ thế, cuối cùng tạo ra một số rất là lớn. Thì đấy là một câu chuyện mà em muốn kể rằng là mình chỉ cần tích đều đặn. Bởi vì nguyên cái tích đều đặn ấy, ví dụ nhá, hàng tháng mình quyết định mua 2 chỉ vàng thì tự nhiên là mình đã tiết kiệm rồi. Còn nếu không, mình không làm đấy thì hoàn toàn mình có thể tiêu vào cái phần mà mình đang tiết kiệm. Đấy là câu chuyện mà em thấy rằng cái thực tế là mình cứ tích đều tạo ra một con số rất lớn. Rồi, như vậy là qua cái sự chia sẻ của ba analyst của chúng ta vừa rồi, chúng ta thấy có một sự bổ sung với nhau rất tuyệt vời. Anh Phục thì đưa ra câu chuyện về bức tranh tổng thể của nền kinh tế này, rồi cơ hội trên thị trường chứng khoán là sao, lãi suất có thể như nào, và anh Tuấn bổ sung thêm là ngoài cái yếu tố về cái loại tài sản cho chúng ta cơ hội như nào, thì cái hành vi của chúng ta, đúng không, mà cũng không có gì xa lạ cả. Trước đây cũng công nhận là khi chúng ta quay lại, chúng ta sẽ thấy một vấn đề nhé. Trước đây nền kinh tế Việt Nam mình nó đâu có nhiều của cải như này đâu. Ông bà mình ai cũng tích sản rất tốt, rồi nhà cửa ngon lành, cho con đi học đầy đủ, thậm chí còn nó học xong còn cha nó mua nhà nữa. Thế bây giờ không hiểu sao các gia đình gọi là trung lưu cực kỳ chật vật, một người nuôi không đủ, hai vợ chồng chật vật, đúng không ạ? Thế thì vấn đề nó sai chỗ nào, đúng không? Thì chúng ta phải quay trở lại back to the basics, vào chính ông cha ta. Nếu mà tích sản đều đặn mà lựa chọn đúng cái kênh tài sản của mình, có sự hiểu biết, thì chắc chắn là chuyện thành công là chuyện đương nhiên thôi, đúng không? Vừa rồi lúc mà bên khối quản lý tài sản của các anh em, đúng không, ra cái gói gọi là tích sản hưu trí, thật sự là các nhà đầu tư cũng chia sẻ mình là sau một thời gian tham gia mới cái đầu có 4-5 tháng thôi, họ cũng rất là ngạc nhiên và bảo là xưa nay không có để ý gì đến đầu tư, tự nhiên là quay đi quay lại nhìn sau 4-5 tháng và thấy mình có một khoản tiền rồi đó. Các nhà đầu tư là hoàn toàn mua 10 triệu một tháng, sau một thời gian là bắt đầu thấy có tiền mình tích được rồi, và rất là vui mừng. Và cái điều quan trọng không phải là bao nhiêu tiền, mà là cái hành vi của mình đã thay đổi, thực sự tích sản được. Đó là một ví dụ rất là tuyệt vời trong trường hợp như này, đúng không? Ở trong này còn có thêm vấn đề về bàn về câu chuyện đầu tư cụ thể những nhóm ngành, thì chúng ta sẽ kết hợp luôn ở cái phần thứ ba là nhà đầu tư hành động như nào luôn, đúng không ạ?
Thì đây là mô hình mà các chuyên gia của khối quản lý tài sản VNREC đã đưa ra để mà các anh chị có thể cân nhắc và lựa chọn những cái loại tài sản cổ phiếu cho cái danh mục của mình. Chúng ta có thể thấy những cái vòng đơn giản như này ha. Khi chúng ta lựa chọn một doanh nghiệp thì chúng ta dựa vào gì ạ? Thứ nhất là lợi thế cạnh tranh, thứ hai là quản trị điều hành như thế nào, thứ ba là yếu tố về định giá, và chúng ta tránh những cái rủi ro xung quanh, đúng không? Từ việc chọn lọc cái tốt rồi và loại trừ được những cái rủi ro, ví dụ rủi ro về bảy giá trị, rủi ro về bảy định giá và rủi ro về dài hạn, thì mình sẽ hoàn toàn có thể chọn lọc được những cái cổ phiếu tích sản cho danh mục của mình rất tốt. Đây là các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu đang nằm tích sản ở đây ha. Cái này tí nữa các chuyên gia sẽ chia sẻ cụ thể hơn, tôi chỉ lướt rất là nhanh thôi. Và phân bổ tài sản như nào thì hợp lý, thì các chuyên gia đưa ra các khuyến nghị sau đây. Một là chúng ta nhớ nguyên tắc không bỏ trứng vào một giỏ ha. Chúng ta có thể phân bổ trên một số loại tài sản. Trong tài sản thì chúng ta lại phân bổ, thứ nhất là chúng ta đa dạng hóa trong cái năng lực của mình, và nếu mà chưa có kiến thức tích lũy được nhiều thì chúng ta hãy tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành tại Việt Nam. Tại VNREC thì bộ phận quản lý tài sản cung cấp các danh mục để mà các nhà đầu tư có thể an tâm tích sản cổ phiếu của mình mà không phải lo lắng đến việc chọn cổ phiếu. Thế nên hồi nãy là các chuyên gia có nhắc đến chuyện là cái kênh này là hỏi trí tuệ, trí thức này kia, thì các anh chị cũng đừng có quá lo lắng, bởi vì VNREC hoàn toàn có thể đồng hành hỗ trợ các anh chị trong việc là xây dựng các cái danh mục cổ phiếu rất là phù hợp cho các anh chị. Rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thảo luận này luôn. Thế thì các chuyên gia có thể đưa ra cái định hướng cho các nhà đầu tư. Thì nếu mà trong một bối cảnh như này thì các nhà đầu tư nên tiếp cận như nào, đúng không? Bây giờ đã nhìn thấy con đường tích sản là ok rồi, thế thì từng bước mọi người nên đi như thế nào cho nó rõ ràng, đúng không? Chúng ta biết là trả lời được câu hỏi tại sao rồi, đúng không? Thì bây giờ làm thế nào là điều rất quan trọng. Các nhà đầu tư rất muốn nghe chia sẻ của các anh chị một cách chi tiết, từng bước một như nào trong đường như này, đúng không? Thì xin mời anh Phục. Vâng ạ, trước tiên thì tôi cũng quay lại trao đổi thêm một chút về cái ý nghĩa của việc tích sản cổ phiếu. Như anh Quang, anh Tùng, anh Tuấn có đưa ra rất là rõ ràng rồi, thì chúng ta quay lại là đó là nhìn nhận ông cha chúng ta. Rõ ràng là kinh tế rất khó khăn nhưng vẫn tích lũy được cho con cháu những cái của cải vật chất rất là tốt, đúng không ạ? Thì nhân đây thì tôi cũng nêu một cái ví dụ của cái quỹ Fidelity ở trên thế giới. Họ thống kê rằng những cái tài khoản lãi nhất ở công ty họ rơi vào hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đó là cái chủ tài khoản đã không còn trên đời này. Và trường hợp thứ hai, đó là chủ tài khoản họ quên mất rằng họ có một cái tài khoản đầu tư ở cái công ty này đó. Thì qua đó có thể thấy rằng cái việc lợi ích của cái việc tích sản dài hạn nó không hề đơn giản là như vậy. Tiếp theo thì vấn đề là lúc này có nên tích sản hay không, và đặc biệt là tích sản cổ phiếu hay không. Thì trước tiên thì chúng tôi cho rằng tích sản cổ phiếu là một phần trong cái việc phân bổ tài sản của quý vị nhà đầu tư bên cạnh các cái kênh khác như có thể là vàng, bất động sản, gửi tiết kiệm. Và cái việc tích sản cổ phiếu vào thời điểm này tôi cho rằng rất tốt để chúng ta có thể bắt đầu. Bởi vì như chúng ta đã biết, kinh tế thế giới về cơ bản là đang rơi vào khủng hoảng do cái dịch bệnh Covid cũng như nhiều vấn đề khác. Thì do đó là cái chỉ số VN Index cũng đã giảm khá là sâu. Và chúng ta hãy nhìn nhận rằng không cần phải phân biệt rõ là bây giờ đang là đầu suy thoái, giữa suy thoái hay cuối suy thoái, mà chúng ta hãy biết rằng nếu chúng ta tích sản giai đoạn này là giá cổ phiếu tương đối rẻ là thứ nhất. Thứ hai là sau giai đoạn suy thoái sẽ là những cái giai đoạn tăng trưởng và phát triển ở tương lai, ở trước mắt chúng ta. Thì như vậy rằng cái việc xuất phát từ cái thời điểm là giá cổ phiếu tương đối thấp và cái kinh tế khó khăn này là một cái xuất phát rất tích cực, rất hấp dẫn cho chúng ta để có thể gặt hái cái thành quả trong 5-7 năm nữa, 10 năm nữa. Thì đấy là cái quan điểm, cái chia sẻ của tôi về cái việc tích sản này. Xin cảm ơn anh Phúc. Tùng, với tư cách là một wealth planner và đã hỗ trợ khá nhiều khách hàng làm các tài chính này, v.v. thì anh có đề xuất cái cách tiếp cận như nào cho các nhà đầu tư trong giai đoạn này không? Em bổ sung thêm một ý là chúng ta tích sản cổ phiếu nó sẽ khác với cả tích sản đất hoặc là vàng. Khác ở điểm gì? Khác ở điểm đấy là giá cổ phiếu chúng ta nhìn thấy biến động hàng ngày, trong khi là giá đất thì chúng ta nhìn thấy có khi mà vài tháng hoặc vài năm chúng ta mới kiểm tra một lần. Nên là việc tích sản cổ phiếu nó như thế nó sẽ khó hơn đấy, tại vì khó hơn ở thời điểm này chúng ta nhìn thấy biến động hàng ngày và chúng ta rất dễ tới cái hành động mà chúng ta sẽ phải làm cái gì đấy.
Ví dụ như là dịch Covid vừa rồi chẳng hạn, giá cổ phiếu giảm 30%, chúng ta có nắm giữ tiếp không? Hay chúng ta rất nhiều nhà đầu tư hoảng sợ và bán ra chẳng hạn. Hoặc là đặt ở khía cạnh ngược lại, và tức là để giữ tiền và kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán ấy, cần mấy yếu tố. Đầu tiên là trí tuệ, giống như anh Phục, anh Tuấn vừa nói đó, trí tuệ. Cái thứ hai là cái gì? Sự can đảm, đúng không? Chúng ta có can đảm, chúng ta nắm giữ của chúng ta, hoặc là thời điểm chúng ta mua vào, đúng không? Và thứ ba là cái gì? Mọi người biết yếu tố thứ ba là gì không? Đấy là sự kiên trì. Chúng ta phải nắm giữ nó 1 năm, 5 năm thì chúng ta mới nhìn thấy kết quả, đúng không? Hoa trái của cái doanh nghiệp đấy nó phải có thời gian nó biểu hiện ra được, chứ không thể là chúng ta mua phát chúng ta kỳ vọng 3 tháng sau là doanh nghiệp đột biến lợi nhuận, là chúng ta kỳ vọng. Thì tất nhiên chuyện này nó cũng có, nhưng mà thông thường thì là cái chúng ta sẽ mất thời gian nhiều hơn để chờ đợi cái hoa trái của doanh nghiệp đó. Thì quay trở lại là chuyện trí tuệ, thì vừa nãy anh Phục cũng đã giới thiệu mọi người rồi. Thứ hai là cái sự can đảm và cái sự kiên trì đấy. Thì bây giờ câu hỏi của anh Quang là cái cách tiếp cận như thế nào? Chúng ta thấy là cái hành vi của chúng ta cần phải có sự điều chỉnh. Và điều chỉnh bằng cái gì? Thì ngoài cái tích sản định kỳ như là anh Tuấn, anh Quang chia sẻ, thì chúng ta thấy là khi mà tiếp cận cổ phiếu, lựa chọn cổ danh mục để đầu tư, thì chúng ta có hai cách tiếp cận. Một là nếu mà chúng ta hiểu biết sâu, có rất nhiều thời gian, thì giống như anh Phục nói, chúng ta có thể có những tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu, lựa chọn danh mục cho 5-10 năm tới. Còn cách thứ hai, nếu mà chúng ta cái kiến thức của thời gian của chúng ta mà nó hạn chế, nó chưa đủ, thì chúng ta cách đơn giản, rất nhiều quỹ ở trên thế giới, tổ chức đầu tư trên thế giới họ làm ấy, là họ lựa chọn 30 cổ phiếu hàng đầu hoặc 100 cổ phiếu hàng đầu trên thị trường, và họ nắm giữ một cái danh mục như thế, họ trôn xuống đất, 30 năm sau họ đào lên, đúng không ạ? Thì đấy là cách rất là đơn giản, và chúng ta tin rằng là trong 10 năm tới, 20 năm tới, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, thì những công ty hàng đầu trong nền kinh tế nó cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Thì đấy là một cách rất là đơn giản. Tất nhiên là cái việc mà chúng ta chôn xuống đất thì đấy chỉ là một phần trong tài sản của chúng ta thôi, đúng không ạ? Chúng không phải chúng ta đem tất cả cổ cải chúng ta có đầu tư và chúng ta chôn xuống đất, không phải, nó chỉ là một phần trong cái cơ cấu tài sản của chúng ta thôi. Chia sẻ của Tùng rất là hấp dẫn luôn. Tùng nói là mình nhớ một cái bộ phim gì, tức là hai bố con đi vào siêu thị, sẽ bắt đầu nó xảy ra một cái vụ động đất ấy, thế bắt đầu là cái siêu thị nó sụp xuống dưới luôn. Mà vì sao nó vẫn còn kiểu điện và các cái thứ đồ ăn ở trong đó. Hai bố con sống bằng đồ ăn trong đó suốt khoảng độ 10 mấy 20 năm. Sau bắt đầu người ta mãi sau này người ta không phát hiện ra nhé, người ta khai quật lên rồi cứu được hai bố con thôi. Thì cái danh mục mà đầu tư cổ phiếu hai bố con, tức là ông bố đầu tư vào đó, quên mất 10 mấy năm, không hề động gì tới luôn. Nơi có một đống tài sản tuyệt vời luôn. Cũng chỉ buồn cười mà chúng ta thấy được là cái việc mà chúng ta có được cái kỷ lục thời gian dài quan trọng như thế nào đó. Thì trong cái phần chia sẻ của anh Tùng này, có nhắc đến ba cái yếu tố rất quan trọng mà nhà đầu tư cần phải xây dựng cho mình trước khi chúng ta tham gia vào cái hoạt động tích sản này. Đó là chúng ta phải bồi đắp trí tuệ, thứ hai là yếu tố về sự can đảm, và thứ ba là chúng ta có sự kiên nhẫn để chúng ta đi được đường dài, đúng không? Và ngoài ra thì anh ấy có một cái đề xuất là nếu mà chúng ta cảm thấy mình không giỏi trong việc chọn những cổ phiếu nào là gọi là ngon nhất để có thể outperform, thì chỉ cần là chọn được một cái danh mục hàng đầu, những cổ phiếu hàng đầu, đúng không ạ? Ví dụ có thể là một danh mục ETF, VNS đang xây dựng một cái danh mục tương tự như vậy để mà các nhà đầu tư có thể tham khảo được, đúng không? Thì anh Tuấn, anh là người của team chuyên gia về sản phẩm, đúng không? Thiết kế ra những cái gói dịch vụ như là để có thể hỗ trợ nhà đầu tư, thì anh có thể chia sẻ tức là trong cái cách mà mình đồng hành với nhà đầu tư, mình có thể giúp nhà đầu tư xây dựng những cái yếu tố vừa rồi như anh từng chia sẻ ở góc độ như thế nào? Ở góc độ sản phẩm thì nó sẽ như này. Giả sử như là nhà đầu tư sở hữu chỉ cần hai loại tài sản này, cổ phiếu, trái phiếu chẳng hạn, thì thông thường thì trái phiếu lợi suất khoảng 10%. Nhưng cổ phiếu thì nếu như mà với biểu đồ nãy của anh Quang ấy, là chúng ta nhìn thấy rằng cổ phiếu về dài hạn là tăng trưởng rất tốt. Tuy vậy trong ngắn hạn nó biến động rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Như năm nay cái đoạn từ đầu đến cuối giữa năm thì nó mất cả thị trường lỗ mất khoảng 30%. Vì vậy nếu như mà nhà đầu tư mà phân bổ ví dụ là 80% màu của trái phiếu chẳng hạn, 20% cổ phiếu chẳng hạn, thì khi mà thị trường giảm sâu thế thì đội bên danh mục tài sản có theo dõi, tức là bên quản lý tài sản theo dõi, thì thấy rằng là tính ra thì cái mức lợi suất cả năm thì cũng chỉ khoảng -2% thôi, nó không phải con số quá lớn. Đấy thì đấy một điểm, là nếu như chúng ta cái tỷ lệ phân bổ nó phù hợp trong cả cái danh mục của mình ấy, thì tự nhiên là cái độ biến động nó giảm đi rất nhiều. Nhưng trong cái đó nếu như năm 2017
thì lợi suất của cổ phiếu chỉ khoảng 10% thôi, nhưng mà trái phiếu chỉ 10% thôi, nhưng mà cổ phiếu được 70-80%, thì tự nhiên cái danh mục đấy cũng lên được khoảng 28-29%. Thì đấy là một điểm mà chúng ta nhìn thấy rằng là nếu như chúng ta có tỷ lệ phân bổ hợp lý thì nó phù hợp với cả rủi ro của nhà đầu tư, là cái độ biến động rất là thấp nhưng mà cái lợi suất lại rất là ok. Đấy, nếu như mà chúng ta nhìn tổng tất cả các kênh như vàng này, cổ phiếu này, những kênh mà thanh khoản tốt nhất, còn bất động sản đây tạm thời Tuấn không nhớ anh nhắc đến, thì vàng này, cổ phiếu, trái phiếu và tiết kiệm này, thì nếu tổng cái đấy mà chúng ta phân bổ thì nó hợp lý ấy, thì có khi là thậm chí chúng ta còn không bị lỗ nếu như mà trong trường hợp xấu nhất thôi, nếu chúng ta biết phân bổ và lợi suất chúng ta được kiểu gì cao hơn tiết kiệm, thì đấy một điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ về điều đó. Đấy, thì đứng trên quan điểm sản phẩm thì em nghĩ rằng là chúng ta nên có sự phân bổ kiểu như vậy. Nhưng kể khi mà chúng ta nhìn cái đó thì chúng ta lại thấy rằng là vàng, à đường vàng sẽ tăng khi nào? Vàng tăng khi mà toàn bộ nền kinh tế yếu đúng không? Nhưng ngược lại, khi nền kinh tế tăng trưởng trở lại thì cổ phiếu là kênh tăng trưởng tốt nhất. Giống kiểu xuân hạ thu đông ấy. Mùa xuân thì có khi là chúng ta cây đào sẽ nở hoa đúng không? Sang mùa hạ thì có khi là chúng ta phải ăn roi với cả ăn các loại khác như khế vân vân. Mùa thu rồi sang mùa đông là mùa đông rồi sang mít, tức là nếu trong vườn cây chúng ta có đầy đủ các cây từ đào này, roi này, mít này, khế này vân vân vân, thì tự nhiên là lúc nào chúng ta cũng có cái ăn. Đấy kiểu thế. Thì đấy là quan điểm của em về khi mà lựa chọn các kênh tài sản nói chung, và thậm chí các kênh cổ phiếu nói riêng thì cũng cần phải có cái sự đa dạng như vậy. Túng vừa nói về góc độ là phân bổ trên các kênh tài sản, thế còn trong cái lúc mà thiết kế các cái danh mục cổ phiếu thì cách tiếp cận của team sản phẩm VinInvest làm như nào để có thể chọn ra được cái danh mục cổ phiếu tốt cho các nhà đầu tư để hỗ trợ? Kênh cổ phiếu thì chúng ta cũng như vậy, tức là ví dụ như tại thời điểm hiện tại nhá, thì khi mà nền kinh tế bắt đầu từ xuân, tức là bắt đầu từ đông sang xuân, tức là bắt đầu sớm hồi phục, thì thông thường các kênh cổ phiếu vốn hóa nhỏ sẽ tăng lên và vốn hóa lớn sẽ tăng chậm hơn. Ngược lại, đồng thời ví dụ như là các công ty mà sản xuất hay những công ty mà chuyên có dòng tiền đều thì tự nhiên là họ sẽ tăng mạnh hơn các công ty khác. Và trong cái đó những kênh công ty mà tăng trưởng như kiểu bán lẻ này, với cả ngân hàng thì lại tăng một phần giữa chu kỳ đến cuối chu kỳ. Thế dựa vào những cái đấy như vậy thì đây, vâng, cái của anh Quang rất là hợp lý đấy. Thì đến khoảng giữa của cuối chu kỳ thì nó lại các kênh, các công ty thiên về các ngành như là tài chính này, như kiểu ngân hàng này, hay là bán lẻ. Còn thời điểm hiện tại thì nó lại thiên về các, về kiểu nó cuối chu kỳ và đầu chu kỳ mới, thì nó lại các kênh như kiểu kênh công ty sản xuất này, công ty vật liệu sản xuất như kiểu đầu tư công này chẳng hạn, thì nó sẽ hỗ trợ cho việc mà tăng trưởng này. Hai là những công ty mà tạo ra dòng tiền đều như điện nước này. Thứ ba là công ty mà hưởng lợi từ việc FDI đẩy sang. Thì khi mà thiết kế danh mục mà trong khối quản lý tài sản làm ấy, thì chúng tôi cũng luôn luôn thiết kế làm sao cho nó có đầy đủ tất cả các ngành. Từ là bởi vì hiện tại chúng tôi cũng không biết được rằng là hiện cái mùa xuân này kéo dài bao lâu hay mùa đông kéo dài bao lâu, mà chúng tôi sẽ tập trung tất cả các ngành luôn. Ví dụ như là phân bổ vào ngân hàng có này, phân bổ vào bán lẻ có này, phân bổ vào các ngành sản xuất có này, thì những cái như thế thì sẽ đảm bảo cho cái danh mục nó luôn luôn tăng trưởng ở mức ổn định nhất có thể. Anh Phúc có bổ sung thêm là ở giai đoạn hiện tại, nếu mà chọn cái danh mục mà phù hợp cho phần đông cái nhà đầu tư thì anh sẽ tiếp cận như thế nào? Vâng, thì nếu chúng ta mà đầu tư được theo các cái danh mục như là ETF hay là các cái danh mục mẫu, danh mục xây sẵn do khối quản lý tài sản VNREX đưa ra thì cũng rất là an tâm, với các cái chiến lược của các anh đưa ra rất là rõ ràng, bài bản, và các cổ phiếu được lựa chọn rất là kỹ càng. Còn đối với những cái nhà đầu tư mà chúng ta lại thích những cái cổ phiếu riêng lẻ hơn chẳng hạn, thì ví dụ giai đoạn này thì như anh Tuấn có trao đổi thì đó là các cái doanh nghiệp liên quan đến đầu tư công này, vật liệu xây dựng này, có thể phát triển, và sau đó thì mới đến các cái doanh tiếp đến là doanh nghiệp sản xuất, rồi khi kinh tế bùng nổ phát triển mạnh hơn thì đến các cái doanh nghiệp như là về ngân hàng, về bán lẻ, thì về quan điểm của tôi là nếu quý vị và các bạn mà có thể có năng lực đoán biết được các dự báo được các cái giai đoạn của chu kỳ thì có thể theo cái phương pháp đó. Tuy nhiên thực sự là phương pháp ấy nó cũng rất là khó, bởi vì thường khi chúng ta qua được đáy chu kỳ kinh tế chúng ta biết mới biết là đáy, đúng không? Thế thành ra tôi cũng đề xuất như này, để có thể nếu quý vị thích các cái cổ phiếu riêng lẻ
thì quý vị có thể dựa vào các cái tiêu chí để lựa chọn các cổ phiếu. Đó là thứ nhất là cổ phiếu đầu ngành ở Việt Nam chẳng hạn. Thứ hai, nó nằm trong cái ngành còn đang tăng trưởng tốt. Còn đang tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó thì quý vị có thể xem vào đó là doanh nghiệp ý đang tăng trưởng tốt, rồi xem cái định giá của nó, ví dụ PE, PB chẳng hạn, nó có thấp hơn so với lịch sử trước đó nhiều hay không. Đó. Bên cạnh đó thì có các cái tiêu chí khác cụ thể về quản trị công ty. Ví dụ như là ban lãnh đạo thì phải chính trực này. Thì cái này chúng ta hoàn toàn có thể đọc được ở trên các cái trang thông tin về các doanh nghiệp, xem hành động của lãnh đạo như thế nào. Họ công khai minh bạch không? Rồi là lãnh đạo có ham học hỏi ứng dụng công nghệ mới không? Rồi là họ hay có hành động vì cái quyền lợi của khách hàng hay cổ đông không? Tức là khi khách hàng họ phản ánh chẳng hạn, thì lãnh đạo có rốt ráo để giải quyết cái vấn đề đó tốt hay không? Rồi tiếp theo là họ có phân bổ cái cơ cấu vốn của cái doanh nghiệp hợp lý hay không? Như kiểu là sử dụng vốn vay có ít không? Đúng không? Rồi là họ xây dựng văn hóa doanh nghiệp có tốt không? Một trong những điểm mà chúng tôi chỉ lựa chọn những doanh nghiệp đầu tư rất lâu dài đó là văn hóa doanh nghiệp phải rất tốt. Đó. Khi chúng ta phỏng vấn nhân viên của họ, họ nói như thế nào về công ty chẳng hạn, thì nó cũng cho biết rất nhiều điều. Đó. Rồi tiếp theo là công ty phải luôn tối đa hóa hiệu quả và giảm chi phí bằng cách là áp dụng công nghệ liên tục này, cải tiến này, rồi là đối xử với cổ đông một cách công bằng bằng cách là có trả cổ tức này, hay là rất là công khai minh bạch trong mọi vấn đề. Thì đấy là về cái tiêu chí liên quan đến quản trị công ty. Còn ngoài ra thì cái tiêu chí rất quan trọng để doanh nghiệp có thể đi dài nữa, đó là doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững. Chúng ta xem ví dụ trên thế giới chẳng hạn, có các doanh nghiệp như Apple, họ có thể đi lâu dài chẳng hạn, thì họ có lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Đó là họ có hệ sinh thái rất tốt để giữ chân khách hàng, cung cấp những cái sản phẩm giá trị cao. Ở Việt Nam thì có cái trường hợp điển hình trong quá khứ đó là Vinamilk, có lợi thế cạnh tranh rất mạnh, thị phần rất cao. Hay là trong tương lai chúng tôi cho rằng trong ngành bank cũng có những doanh nghiệp như thế rất tốt, như Techcombank chẳng hạn, ứng dụng công nghệ rất là tuyệt vời, đúng không? Hay là cái doanh nghiệp như FPT cũng là một doanh nghiệp tốt, hay là doanh nghiệp như Thế Giới Di Động cũng rất đáng quan tâm. Rồi là ngân hàng MB, ngân hàng quân đội có những cái sản phẩm mới rất giá trị, ứng dụng công nghệ đang rất mạnh mẽ vào trong đó. Hay là cái tập đoàn Hòa Phát chẳng hạn, nó nhiều người cho rằng đó là một tập đoàn chu kỳ, nhưng chúng tôi cho rằng nó vừa có tính chu kỳ nhưng nó lại có tính tăng trưởng phát triển rất mạnh, mở rộng rất cao. Và đây là một doanh nghiệp có những lợi thế về giá vốn rất rẻ so với các doanh nghiệp khác. Nếu doanh nghiệp khác nó lỗ thì doanh nghiệp này vẫn còn lãi được 10% cơ. Thì đấy là tôi chia sẻ thêm một số các cái tiêu chí chúng ta có thể lựa chọn các cái cổ phiếu cho cái danh mục của mình, nếu quý vị và các bạn mong muốn là mình chủ động để lựa chọn cổ phiếu. Còn tôi vẫn khuyến nghị rằng cái kênh cổ phiếu chỉ là một phần trong cái phân bổ tài sản là thứ nhất. Thứ hai, nếu quý vị và các bạn chưa tự tin về cái kiến thức của mình, do quý vị chưa nhiều thời gian quan tâm rồi là chưa tìm hiểu kỹ, thì quý vị nên đầu tư vào các cái ETF. Ví dụ như ETF ở VN Direct sắp có là ETF 100 cái cổ phiếu hàng đầu chẳng hạn. Đó, hay là cái các cái danh mục mẫu mà do bộ phận sản phẩm của VN Direct đưa ra, dựa trên các cái tiêu chí rất rõ ràng như chúng tôi có vừa trao đổi. Rồi mình tiếp nối cái ý của Phục, trong cái phần chia sẻ của Phục là rất là hay và có rất là nhiều thông tin mà anh chị có thể nghe đi nghe lại cũng được, đúng không? Thứ nhất là anh Phục đã đưa ra là thứ nhất là nếu mà các quý nhà đầu tư mà có nhiều kiến thức và nếu mà chưa thì chúng ta, tôi nghĩ là điều đầu tiên là nên quan tâm vào việc đầu tư bản thân mình, đúng không? Để mà chúng ta có kiến thức để chúng ta tự tin hơn trong việc tham gia vào việc đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Tôi xin tóm tắt lại trong các cái điểm như này, anh Phục đã đưa ra là ba cái tiêu chí rất quan trọng để mà chúng ta chọn cổ phiếu cho danh mục của mình. Thứ nhất là doanh nghiệp là có lợi thế cạnh tranh, thứ hai là quản trị điều hành tốt, và thứ ba là cái định giá hấp dẫn. Ngoài ra thì cụ thể hơn thì có 6 cái tiêu chí trong này để các anh chị có thể tham khảo được. Cái slide này là tóm tắt toàn bộ các ý của anh Phục vừa nêu. Ngoài ra thì cũng đừng có chú ý mỗi trong cái cổ phiếu riêng lẻ không, mà phải tư duy là phân bổ tài sản trên nhiều khía cạnh. Ví dụ chúng ta có thể phân bổ một ít vào cổ phiếu theo kiểu danh mục ETF, theo chỉ số như anh Tùng vừa đề cập lúc nãy, đúng không? Anh Phục bổ sung thêm là cái cách sử dụng danh mục như nào, vâng vâng các bạn. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta chưa tự tin lắm thì cũng yên tâm là có thể sử dụng dịch vụ trong cái phần chiến lược sản phẩm của anh Tuấn có thể cung cấp cho các quý nhà đầu tư danh mục mẫu, các chuyên gia chọn lọc và theo dõi hàng quý hết rồi, các nhà đầu tư có thể an tâm. Ngoài ra thì tại VNRX cũng tiếp nối cái ý của anh Phục đó là
chúng ta cũng không cần phải đau đầu là tự mình tìm kiếm đâu, mà có thể hoàn toàn dựa vào các cái sản phẩm. Chẳng hạn như VNREC có cái sản phẩm gọi là cơ hội đầu tư vào quỹ VNREC, đúng không ạ? Thì đây là cũng là một cái quỹ mở mà các nhà đầu tư, các chuyên gia tại VNREC đã chọn lọc cho các anh chị sẵn một cái danh mục đầu tư rồi, phù hợp cho từng cái giai đoạn, và đều có cái chiến lược rất là cẩn thận trong việc là sàng lọc cái cổ phiếu đó như nào, cũng như là quản trị ra sao để nó đảm bảo được cái chuyện là quản trị được rủi ro cho các nhà đầu tư. Anh chị có thể tham khảo cái sản phẩm này. Ngoài ra có một cái sản phẩm khác của công ty quản lý quỹ IBAN và VNREC, đó là đầu tư theo danh mục giá trị VN Value. Thì đây là một cách tiếp cận mà mình nghĩ cũng rất là hay, tức là trong một bức tranh chung tăng trưởng của Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn lọc một cái danh mục của những cái của những doanh nghiệp hàng đầu, đúng không ạ? Đấy, thì sẽ tạo ra một cái return tốt hơn cho các quý nhà đầu tư nữa. Thì đây là cái phần mà mình giới thiệu thêm cho các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau những cái câu hỏi mà các quý nhà đầu tư có đặt lên cho các chuyên gia đây ha. Mình sẽ rất nhiều câu, mình sẽ chọn lọc một số câu phù hợp để các anh chị có thể, các chuyên gia có thể giải đáp cho các quý nhà đầu tư ha. Có một nhà đầu tư hỏi là, cho mình hỏi, ngoài việc hưởng lợi thì các chuyên gia phân tích thêm về tác hại của chiến tranh thương mại Mỹ Trung kéo đến nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào. Tức là ngoài việc hưởng lợi thì các chuyên gia phân tích thêm tác hại của chiến tranh thương mại Mỹ Trung đến thì kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào. Về chiến tranh thương mại Mỹ Trung ấy thì thực ra nó là một cái cuộc chiến mà nếu đúng ra ở góc độ tổng nền kinh tế ấy, thì rõ ràng là cuộc chiến mà nó không đem lại lợi thế cho ai cả. À, tức là về lợi ích tổng nền kinh tế thì không đem lại lợi thế cho ai cả. Vì sao? Vì cái sự mà khi mà toàn cầu hóa ấy, nó làm tối ưu nguồn lực của toàn nền kinh tế, ví dụ như là chúng ta có thể sản xuất tại Trung Quốc để giảm được chi phí sản xuất, vân vân mọi thứ. Tuy vậy thì trong cuộc chiến Mỹ Trung đấy, mặc dù với tổng ngành kinh tế thế giới là không tốt ấy, nhưng mà bù lại một số các công ty ở Việt Nam, tức là công ty chuyển dịch sang Việt Nam, thì một số nước lại được hưởng lợi, mặc dù nó không tốt cho tổng thể đâu, nhưng mà nó lại tốt cho một vài nước nhỏ, trong đó có Việt Nam. Ví dụ như là khi cuộc chiến Mỹ Trung như thế thì rõ ràng là các nước nhận thấy rằng nếu như tôi tập trung toàn bộ việc sản xuất tại Trung Quốc thì tôi sẽ gặp rủi ro rất nhiều về chính trị, đối với cả nếu như tôi xuất khẩu vào Mỹ chẳng hạn, hay là châu Âu chẳng hạn. Thế thì thay vì người ta sản xuất 100% tại Trung Quốc, người ta sẽ buộc phải sản xuất là tôi chỉ xuất 50 tại Trung Quốc thôi, còn 50 còn lại tôi sẽ phân bổ sang Việt Nam, Indo, vân 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 mọi thứ. Thì những cái nước ở Đông Nam Á ấy, thường sẽ được hưởng lợi trong quá trình đấy. Thì cũng thực tế là chính vì lý do vừa rồi nên chúng ta nếu để chiếc doanh nghiệp trên sàn ấy, thì doanh thu cái lợi nhuận của các công ty mà cho thuê bất động sản khu công nghiệp ấy, tại Việt Nam là tăng lên khá là tốt trong thời gian vừa qua. Thì đấy là một cái trend nó rất là rõ ràng, chúng ta thể nhìn thấy được điều đấy. Thì xin trả lời câu hỏi như vậy. Ok, cảm ơn anh. Để mình tính nha. Các anh đánh giá thế nào về ngành hàng không giai đoạn tới như thế nào? Em nghĩ là tình hình dịch Covid như này thì ngành hàng không và ngành du lịch rất là khó khăn rồi. Thực ra là cũng chả cần chúng ta phải đánh giá, đúng không? Ngay cả tổng giám đốc công ty hàng không Việt Nam nói là tháng 8 ngày mai sẽ hết tiền, đúng không? Cái đấy là thông tin chắc mọi người đều biết mà. Chúng ta ngành hàng không gặp rất khó khăn. Và trên thế giới cũng như vậy, không ở trên thế giới, ở Mỹ, ở châu Âu cũng vậy. Rất là nhiều, một số hãng hàng không đã tuyên bố phá sản rồi. Kế hoạch tiếp theo là, ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn, là cái việc sa thải nó có xảy ra hay không, thì ở đợt 1 nào cũng không xảy ra, tại vì là như anh Quang vừa chia sẻ, đúng không? Chính phủ Mỹ hỗ trợ rất là nhiều trong cái chính sách hỗ trợ trả lương cho doanh nghiệp ấy. Em nhớ là 25 tỷ đô là được trích trả cho ngành hàng không ở Mỹ. Đó. Nhưng mà trong đợt này thì cái lần đấy thì đã hết hạn rồi. Thì lần này có gia hạn tiếp hay không thì không biết. Nếu mà không gia hạn tiếp thì theo được biết là cái số lượng người bị ảnh hưởng gần 1 triệu người
một triệu người làm việc trong lĩnh vực hàng không ở Mỹ ấy. Ở Việt Nam thì em nghĩ là câu chuyện chắc mà nó cũng đỡ hơn, tại vì ít nhất ở Việt Nam thì cái lầu lẹ mình cũng được một thời gian, nhưng ảnh hưởng thực sự là nặng ấy. Về ngành hàng không này thì rõ ràng là chúng ta thấy là bị ảnh hưởng trực diện và rất là mạnh. Và thực sự theo khảo sát của một số nhân viên ở các cái công ty hàng không thì về cơ bản họ bị giảm 1/2 lương rồi, rất là nguy hiểm. Và chính cái năm nay khó khăn như thế này, riêng cái năm nay lỗ của HVN thì gấp nhiều lần cái lợi nhuận từ xưa đến nay của HVN, tức là một năm lỗ 5 đến 7 năm, thậm chí 5 đến 7 năm tới mà chưa chắc đã bù được hết cho cái năm nay, rất là nguy hiểm. Có một câu hỏi của nhà đầu tư này. Xin chào các anh, cho hỏi với nhà đầu tư mới thì khoản đầu tư vào cổ phiếu đầu tiên nên ở mức bao nhiêu phần trăm của tổng tài sản? Em nghe hiểu câu hỏi này. Vâng. Theo em thì thông thường hôm trước các em có khuyên một bạn ở trong phòng thì thường tại vì bạn ấy cũng rất là mới, kiến thức chưa có nhiều thì theo em nên dành từ 10-20% tài sản của cổ phiếu. Và có thể giống như anh Phục có chia sẻ là chúng ta chọn lựa chọn những cổ phiếu đồng hành, chúng ta vừa đầu tư và chúng ta vừa tích lũy kiến thức, đúng không, gia tăng kiến thức của mình. Nếu mà mới thì phụ xin bổ sung thêm là các anh chị có thể nên lựa chọn quỹ ETF, ví dụ như chỗ anh Tùng có đưa ra quỹ ETF của 100 doanh nghiệp. Thì như vậy là cái rủi ro nó gần như rất là thấp cho nhà đầu tư mới. Và trong quá trình mình lựa chọn ETF thì mình lại nghiên cứu thêm về kiến thức đầu tư. Khi nào mà mình vững hơn chẳng hạn thì lúc ý mình có thể tự lựa chọn các cái cổ phiếu cho danh mục của riêng mình. Thì đây là một cái cách lựa chọn khá là ok cho chúng ta. Bản thân em ngày xưa mới tiếp cận là em cũng tiếp cận theo cách như thế, tức là em nhớ hồi năm 2009 ấy, đầu tiên đầu tư vào FPT với cả CB, với cả một cổ phiếu nữa là như là Sacombank, ba cổ phiếu blue chip ở thời điểm đấy. Hàng đầu. Trong thời gian sau đấy thì tầm 1-2 năm sau mình nghiên cứu dần dần, bắt đầu mình có các phương pháp đầu tư cụ thể, mình sẽ tiếp cận dần dần. Hoặc là các quý đầu tư có thể chọn mua các cái chứng chỉ quỹ mở, đúng không? Cũng là một cách tham gia rất tốt. Mình trong thời gian đó mình có thể học các cái chương trình để mà tăng cái kiến thức của mình hơn, để mà tự tin hơn. Thì nhân tiện đây là giới thiệu luôn cho các quý nhà đầu tư là đây, cuối tuần này, sáng thứ bảy tuần này từ 9 giờ đến 12 giờ liên quan đến các nhà đầu tư mới, mà có một cái lớp học trực tuyến rất là hay, Con đường kiến tạo sức khỏe tài chính là an toàn đầu tư. Như các chuyên gia đã chia sẻ là trước khi chúng ta tham gia vào đầu tư thì chúng ta nên có một cái kế hoạch rõ ràng, thì trước hết xuất phát từ một cái kế hoạch tài chính tổng thể của mình, đúng không ạ? Từ đó bắt đầu chúng ta mới biết là chúng ta hiểu mình như thế nào trước, mới biết là phân bổ tài sản ra sao cho nó phù hợp. Thì mình cũng giới thiệu cho các quý nhà đầu tư có khóa học vào cuối tuần này, sáng thứ bảy tuần này, anh chị để ý để tham gia ha. Vâng, quý vị các bạn có thể vào đây ạ. Đây là cái page của công ty chứng khoán VN Direct. Đúng rồi, VN Direct Corporation. Có cả cái link đăng ký rất là cụ thể ở trên này để quý vị có thể học thêm. Thì ở lớp này thì anh Quang sẽ trực tiếp đứng lớp về các cái kiến thức về kiến tạo tài chính, kiến tạo cái sức khỏe tài chính để quý vị đầu tư tốt hơn cho tương lai. Ngoài ra em xin bổ sung ấy là hiện tại nếu các bạn mà muốn đồng hành cùng luôn ấy, thì các bạn có thể liên hệ với các phòng giao dịch ấy. Thì khi các bạn đó sẽ tư vấn luôn cả cái chiến lược đầu tư mà nó đem lại hiệu quả trong dài hạn, và đồng thời là cùng với đó thì sẽ truyền tải luôn đi cùng các bạn về cả kiến thức đầu tư luôn. Thì đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp, gọi lên tổng đài để hoặc là gọi đến người mà đang chăm sóc tài khoản bên mình ấy, để lấy được cái thông tin đấy để cùng phát triển. Có thêm một câu hỏi của nhà đầu tư nữa, chắc là câu hỏi cuối cùng ha, trước khi chúng ta kết thúc buổi hôm nay. Các anh chị đánh giá như nào về việc tham gia vào các quỹ mở trên thị trường so với các kênh khác? Còn này chắc là anh Tùng. Việc tham gia vào quỹ mở thì hiện nay ở quỹ mở Việt Nam mình đâu đấy có khoảng trên 10 quỹ mở. Trong đấy thì có nhiều loại hình đầu tư cả cổ phiếu, trái phiếu và kết hợp cân bằng cả cổ phiếu và trái phiếu. Thì em nghĩ là khi mà chúng ta mới bắt đầu đầu tư thì chúng ta lựa chọn cái quỹ mở đấy cũng không phải là một lựa chọn, cũng là một lựa chọn hợp lý ạ. Thì bây giờ lựa chọn các cái quỹ đấy như thế nào thì chúng ta thông thường chúng ta nhìn vào cái lịch sử của hoạt động của quỹ, nhân lịch sử nó phải dài và có chiến lược đầu tư rõ ràng, cái người mà quản lý cái danh mục đấy
là người có nhiều năm kinh nghiệm. Ví dụ ở Việt Nam mình là tầm, em nghĩ là tầm 10 năm kinh nghiệm. Và đặc biệt ấy, là mọi người chú ý cái cơ cấu phí, đúng không? Phí mua, phí bán và phí quản lý hàng năm, nó ở mức hợp lý. Thì chúng ta phải cân nhắc những cái yếu tố đấy để lựa chọn quỹ nào là phù hợp trên thị trường. Rồi, ok, như vậy là tôi xin tóm tắt lại một vài điểm thảo luận vừa rồi của các chuyên gia ngày hôm nay trước khi chúng ta kết thúc buổi thảo luận ngày hôm nay ha. Thứ nhất là về cái tích sản cổ phiếu theo chu kỳ mới thì các chuyên gia có chung một nhận định là kinh tế Việt Nam của chúng ta có thể coi đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta có một cái mức tăng trưởng rất tốt trong cái chu kỳ của 10 năm tới trước khi chúng ta sẽ đối mặt với một cái bẫy thu nhập trung bình khi mà cái cơ cấu dân số vàng đi qua. Đúng không ạ? Giai đoạn cuối cùng nếu mà các anh chị muốn tích sản tốt trong giai đoạn tới. Thì trong giai đoạn như vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp đồng hành sẽ có cơ hội tận dụng được cái lợi thế này trong vòng thời gian tới. Và trước khi các anh chị tham gia vào cái việc tích sản cổ phiếu này thì các anh chị cần phải đầu tư vào thông một trước. Ví dụ có thể thông qua cái khóa học vừa rồi mình giới thiệu cho các anh chị. Và ngoài ra là trong tháng 9 tới thì các chuyên gia của VNRX sẽ mở một cái lớp học về đầu tư các cái kênh tài sản, đặc biệt là đầu tư về cổ phiếu, thì các anh chị có thể theo dõi để mà tham gia vào các lớp học này trong tháng 8 và trong tháng 9 tới để trang bị cho mình. Trong thời gian đó thì cũng không cần phải chờ đợi quá lâu, các anh chị có thể bắt đầu với những cái sản phẩm chẳng hạn như là chứng chỉ ủy mở như vừa rồi anh Tùng vừa chia sẻ, thông qua việc chúng ta vừa tích sản ngay đã hiểu là phải hành động ngay, vì kinh nghiệm cho thấy là nếu một cái tăng trưởng chúng ta lại làm quên mất, đúng không ạ? Trong thời gian đầu tư ủy mở như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tích lũy tiếp kiến thức của mình, học cái cách quản trị danh mục của các chuyên gia, và sau đó chúng ta có thể tự đầu tư cho cái danh mục cổ phiếu của mình như thế nào. Và các cái tiêu chí thì anh Phục đã chia sẻ rất là rõ ràng rồi, đúng không ạ? Cách nào để có thể chọn được cái cổ phiếu tốt để xây dựng danh mục ra sao, trong lúc đó thì chúng ta còn được cái kế hoạch tài chính như nào và còn các loại. Và trong cái sản phẩm tại VRX thì anh Tuấn đã cung cấp cho các anh chị thêm các cái thông tin. Ví dụ hiện nay chúng tôi có các cái sản phẩm như là tích sản hưu trí này, sắp tới sẽ có các cái sản phẩm thêm chấp cánh cho con, rồi tự do tài chính v.v. Các chuyên gia xây dựng các cái danh mục cũng như là có các cái tool làm các tài chính cho các anh chị để giúp các anh chị tích sản được tốt cho con đường này. Thì hôm nay chỉ là một cái buổi tổng quan ban đầu khi chúng tôi quay lại cái chương trình đi inside này. Những cái số tiếp theo chúng tôi sẽ đi vào chi tiết các cái phần tài sản và lựa chọn như nào để đồng hành với các anh chị, các quý nhà đầu tư trong suốt cái hành trình xây dựng tài sản để mà chúng ta có một cái nền tảng tài chính thật là vững chắc. Chúng tôi tin rằng nền tảng tài chính là một yếu tố rất quan trọng để anh chị có thể xây dựng được cái hạnh phúc cho mình và gia đình mình. Xin chân thành cảm ơn các quý nhà đầu tư đã chú ý tham gia buổi insight của hôm nay. Xin cảm ơn các panelist của VNRX. Hẹn gặp lại vào 3 giờ chiều thứ hai tuần tới.